Hello, xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả bà con đã quay trở lại kênh Đà Phao với nhé. Mình là Đà Phao đây. Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2020, là ngày chủ nhật mọi người nhé. Mình Đà Phao chúc mọi người một ngày chủ nhật gặp nhiều điều vui vẻ nhé. Công việc gặp nhiều thuận lợi mọi người nhé. Hôm nay là mình sẽ quay trở lại với giá cà phê, giá tiêu hôm nay cho bà con tham khảo nhé. Ngày chủ nhật nhé. Mình cũng là cơ sở kinh doanh cà phê nông sản phân bón nên mọi giá cả cà phê, giá tiêu mình đưa ra hàng ngày là rất sát với thị trường mọi người nhé. Mong bà con và mọi người hãy tự nhiên tham khảo, không có gì phải suy nghĩ lo lắng. Vì nhiều người cũng hoài nghi là không biết là ông này ra giá cả của các tỉnh, giá cả các huyện thì nó như thế nào, nó có chính xác hay không, nó có sát thị trường hay không. Thì mong mọi người hãy tự tin mà xem nha. Vì mình là một cơ sở kinh doanh cà phê nên là giá cả trước khi mình ra, mình phải tham khảo các nơi mình ra mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đi qua bảng giá cà phê thực tế ngày chủ nhật tại các tỉnh Tây Nguyên và bảng giá tiêu tại các tỉnh cho bà con tham khảo nhé. Mong bà con hãy luôn luôn ủng hộ kênh mình nhé, cái Đào Phao nhé. Bây giờ mình mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá nha. Sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2020. Sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đắk Lắk ngày hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2020.